Tiếp nó sau lại ở rãnh này nhỉ? To thế cả. Đang ngủ, cho đang ngủ, tôi đang chưa trưa lắng này. Đầu kia có bịt chưa? Đầu kia có bịt biết gì chưa? Bắt ra đây được bao nhiêu phút rồi? Ơi, có hàng đây. Đây là cống ở trong khu công nghiệp các bạn. Cống thoát nước ở khu công nghiệp. Cẩn thận nó cắn đấy. Chưa nhìn thấy. Bắt khó đấy con này, bắt khó đấy. Con này chắc là da lắng này chứ da lột thôi. Chắc là da lột. Lạnh nảy mấy hôm. Có phải lại tấm đan ở trên đây không? Đây 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 đây. To à? To cho nhìn cái đầu rồi. To không? To à. Này phải có người vào vào phải người vào đẩy nó ra đây mới bắt được. Cắn chết. Ui nhìn kìa. Con này to lắm. Dài ngoèo kìa. Nó bò đến miệng rồi đấy, nó bò đến miệng cống rồi đấy. Đấy, ngay ngay tay mình ấy. Con này to lắm bác ạ. Ở đây nhìn thấy không? Ở đây có nhìn thấy không? Cách đây khoảng 2 mét. Đang trưa các bạn ạ. Tầm này là tầm hơn 12 giờ. Nhìn thấy không? Ở đây chỉ nhìn thoang thoảng thấy rồi. Đây, đây, truyền bên này rồi đây. To không Bình? Nhìn đầu đấy, nhìn to. Ui, nhìn nó truyền đấy kìa. Kìa kìa, ta nhìn nó rồi. Ui, nó phì phì như con trâu ấy. Chọc đi. Nhưng con này ra đây bắt kiểu gì bác này? Ui, to lắm. Đây 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 đây. Rồi cái đó cứ để cho nó ra đi. Ủa. Đâu còn bò không? Nó đang làm giữa giữa đang bò. Còn này to, còn này to lắm. Quay lại đây rồi này. To lắm. Chui vào. Hả? Ném ném ném. Chết à, chui vào to này. To lắm. Ném sỏi, ném sỏi, ném sỏi. Cầm miếng đá to vào ném. Ném vào thành cống. Nó đang đi ra đấy. Cứ leo đi. Để đây để cho giúp vào đây để bắt ngoài mày này. To lắm. Chui đúng chỗ rác này. Thế xong đấy sợ có hàng nhỉ? Không có đâu. Cục
xây. Ném lên lên đứng nhá. Ờ ném lên. Thôi ta lùi lùi lại, ta sợ lắm. Con này ra lục xác. Nó chuyển lên bờ này bác. Cái bảo nó chuyển lên bờ này. Bờ này đi nó biết nó chui đây rồi. Cứ rau rồi. Thế mà để tí là lột đấy. Con này chắc chỉ giờ tối là lột. Răn mấy hôm lạnh như thế, hôm nay nó ấm. Đây, các bạn nhìn đâu. Nó ra gần đầu đấy. Ui. Ui, con hổ mang này. Con này to nhỉ. Lại quay lại đây rồi. Ném mạnh vào đây cho nó ra đây. Cái này thì ra nó. Đây nó vừa lên đầu này không? Này không chui được bắt được. Trong đây hẹp quá. Chui bắt khó lắm. Con này chỉ đợi nó cho ra một đầu thôi. Nó lùi lại cho nó ra đầu này rồi. Ngóc đầu đấy. Ném ngóc đầu đấy. Bình đẩy đi. Sao nó ra đây? Ừ. Con này to lắm. Con này cân rưỡi cân sáu không hết được. Mấy bây giờ nhìn cái đầu nó ngoanh như nó có thể. Con này ở khu công nghiệp đấy, trong khu công nghiệp lâu đấy. Nó mới to như này. Ừ. Đọc chồm ngay, chồm chồm đầu. Mình nhìn rõ chưa? Hổ mang. Con này ở cống rãnh khu công nghiệp thì nhìn màu nó cũng khác. Chạy luôn lại rồi. Khôn không? Lên gần nơi kìa. Cẩn thận nhá, cẩn thận đấy. Cứ xua đi. Mày cứ xua ra này đi. Cứ tiến dần đi. Hả? Mày cứ tiến dần dần thôi, tiến dần dần đường này à. Tiến lại không ném được. Sao không ném được? Cái hoạt hoàn to to chưa? Thế à? Cái hoạt hoàn to chưa? Ờ, đang bò lên này. Sao. Ê, chú ơi. Lên. Đầu lên rồi. Nó đang lên rồi. Thấy không? Nó con này trèo lên được kẹo. Nó đang mắc kẹp cái dao ấy, đéo lên, anh đéo lại không? Có nó rút à? Lên, anh vào nhúc đuôi đây, anh vào nhúc đuôi đây. Có thợ bắt rắn chuyên nghiệp đây mà. Hả? Bác kia bắt rắn mà, người ta gọi bác đấy ra bắt. Nó tìm được ra đấy. Cô kia cô đi vừa rửa hành đây, thấy nó trườn lên đây xuống. Vừa đây có cái ván này này. Tìm được ra anh à? Vậy không? Nó không lên. Ủa, con này to ấy. Nó đang bị kẹp ở lửa người rồi. Nó bị kẹp con đầu. Kẹp người rồi. Nó bị kẹp vào lửa người rồi. Kẹp lửa người không xuống được luôn. To lắm. Úi giời, ui ui lúng lắng kìa. Lúng lắng trong miệng cống kìa. Con này bằng cổ tay đấy, bụng tay đấy. Nó bị kẹp người rồi. Kẹp người thì đi vào mà trúm. Lên. 5, 6. Ô, sao lại bị kẹt kiểu gì nhỉ? Chắc nó vừa trườn lên. Đấy hiểu. Nó vừa trườn nó kiểu lúng lắng kìa. Lúng lắng này. Không. Ấy, đầu vẫn lên, đầu vẫn lên. Trên cái đấy cơ. Thôi để ta chui vào đi. Thôi chui vào nó xuống nó cắn cái thì chực đi. Con này to này nhỉ. Ấy rơi rồi. Rơi xuống rồi. Nó vừa rơi xuống xong. Rơi rồi, bình nhắm lên đây, bình nhắm lên đây vô. Nó lằm lùng lắng chứ. Số
xuống rồi, xuống rồi. Xuống rồi. Lém lên đây đi, lém lên đây đi. Lém lên đây cho bác Kháng bắt. Que, cầm que lên, cầm que gõ gõ thành miệng cống này. Đang đường thế rồi. Dạ, vứt ra chỗ này để nó có chỗ. Ra đi, chỗ. Giờ ra đi chú. Nó làm nó đến phát đi. Thôi, giờ có người là nó đéo ra đâu. Để cho nó. Đuổi đi. Đang lên rồi, đang lên rồi. Lên chưa? Lên rồi. Đang lên trên đấy đấy, gần đến nơi đấy. Anh chạy lên tí mà xem nó đang lên. Gần rồi ông ơi. Con nào à? Vẫn nhìn thấy rồi nhưng chưa ra. Đang lườn lên đấy. Thôi lên đầu này bắt được. Trong đấy nó có hang sao ấy? Trong đấy nó có hang ấy. Nếu có hang đã một đống. Thế mà nó vừa nó đu lên. Không phải xây hết. Kệ hai bê tông. Nó xây hết. Hai bên hai bê tông à? Hai bên. Sợi khe giữa hai tấm đan nó mới ở như trên nó có hang chuột. Nhẹ 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 để cho nó ra nhé. Nó ra cách 2 mét rồi. Nó gần ra nữa đấy. Đấy, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Đây, đây, đây. Để cho nó ra đi. Con này to nhỉ. Bình cứ bò lên đấy đi. Ghê liều. Đây, đến miệng cống rồi. Mất lỡ đi mình ơi, đẩy lên đi. Đừng ném lên đầu nó, ném vào đuôi ý. Rắn lột yếu mà. Ném đầu nó là chuồn lại. Rắn đấy. Ai ra cái lỗ chỗ này này. Ai ra cái lỗ chỗ thoáng thoáng này này. Lỗ cái cống chảy này gõ phát là nó ra đây mà. Bóng lục ấy. Lên đấy, đang lên. Lên rồi. Nhẹ nhẹ thôi, cứ từ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Úi giời. Đang luôn. Rồi, cứ để cho nó thui vào bụi này. Đang giúp đấy. Mẹ mất 1 phút rồi. Đang lên. Thôi nhẹ thôi. Ui ôi. Tỏ thế. Rắn á. Vâng. Đừng đún, đừng đún vào người đó nha. Cứ bình tĩnh. Cho nó bò dịch lên đây nữa đi. Bình đẩy đi, đẩy tiếp đi. Đẩy nhẹ nhẹ thôi. Cho bác có khám bắt. Thằng này bắt được rồi đấy. Thằng này ở đây là bác bắt được rồi đấy. Tỏ nhỉ. Rồi cho nó giúp vào đây này. Cũng sợ rắn to này. Ấn được chưa? To. Được chưa? Được. Ok rồi. Ôi. Có người bảo thay. Con này chả phải 2 cân. Con này mới lột. Sợ chưa lột ý. Yếu ra đây mà phải lắng à. Chưa cái người gọi ra đây. Con này mới lột nó mới ra phơi nắng. Sỏ. Bình lém cả vào đầu đó. Người nó xước đầy cơ. Hình như da nó bóc ra. Đây, nó lém tin ra, da đang lột, chuẩn bị lột này. To nhỉ. Ui, đập kìa. Ra đây đập kìa. Ui, liều. Đây là cái dãi độc của nó này. Nước độc đấy. Cho nó cắn ra. Nhiều đúng không? Đấy. Cái dãi dài gì? Đây, nước độc của nó đấy. Nó cắn cái bác bẻ răng à? Ui liều. Rắn to thật. Rồi ra.
Bác đẩy người sang đây xem. Nhìn to thế. Con này yếu nhỉ. Ê, xước kìa, xước hết rồi, vảy à. Chỗ này là bị treo, nó móc lên trên kia kìa, dãy mãi mới ra. Ui, lọc độc nhiều nhỉ. Cắn này à. Con này được mấy triệu rồi đấy. Con này được bữa ăn. Ui, đấm ra rồi. Vẫn ra độc ạ? Nhỏ. Ui. Đấy thôi đúng rồi, bẫy răng rắn được. Cái này là ai nó ốm nó uống nó khỏi. Uống độc ạ? Ừ. Ba cái sấp chân của em bôi cho tí. Chết bà, ông uống đại thôi. Ông uống. Sấp chân của em bôi cho tí. Rắn to này. Đây nào phô. Ừ. Đây cái bà kia. Đây. Rửa cái này đi. À. Rửa. Rửa đầu ấy đi. Rửa sạch đi nhá, rửa vứt cắm xuống bùn xong lại nhấc lên nhá ông kìa. Chết này. Cô quản đi. Sấn đi đâu rồi? Mùi to này. Không à. Bắt được ở đây hả? Đây rồi, tôi đang cúng. Không có đào. Bởi vì phải đào. Mùi to thế. Tôi trong này. Đi sao này? Mang có kề cái tí không? Đây, bác cái bưởi ra bao độc vậy ạ? Đâu con này phải mấy cân? 4 cân, 5 cân. Con này chắc phải được cân 7. Cân 7 cân 8. Cân 2 cân. Nó ấy rồi, ông bé răng rồi. Bé răng rồi, càng bé răng. Độc nhiều thế nó bơm ra chắc phải đáy cái chén. Sao cắn là chết. Cắn là chết, cần đấy độc. Bây giờ không chạy được rồi. 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 Con này phải mang về nhà. Ra. Không có kim. Mày nhá. Thằng này cho bác nó mang được con rắn bằng đây mang về để bao sau nó cắn vào đi mất. Tiếp chui xuống cống. Cái này ai bắt được nó à? Bình thường ai không để ý, không nhìn thấy nó trườn trên đây xuống thì có mờ. Bắt nào? Biết đâu gì bắt. Trời. Ai bảo? Ba cái bảo bác Kháng điện cháu ra quay phim. Bà bấy à? Hả? Đầu tuyến này. Chắc thế. Đi đi này mà đi. Đâu, đi ra. Đây. Cái này nó chết, nó đéo chết được. Chết được. Sắn này chết nào được. Nó sợ. Đấy vừa chết được. Bây giờ có cái có kim không nhạc cái mồm cái gì thì tớ hơn. Nhẹ tu. Ra. Bế răng rồi nó sợ không nhỉ? Mà này cống này trườn lên sướng chưa sướng. Rồi chỗ mày này, mép này. Đấy, thế lúc ấy bọn cháu ra đây, bịt hai bên kia vào. Cháu Bình với bác Kháng ra trước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.